Anh nói thật là rượu nếu như mà uống vào thì kem giống như kiểu là trên bảo dưới không nghe đấy, nó gây ra một cái tác dụng ngược. Tác dụng ngược ở đây là sẽ không tạo ra được một sự viên mãn. Mà em thấy còn có những trường hợp là rất say rất mệt rồi nhưng vẫn cố đấy anh. Đôi khi là cố không muốn làm vợ thất vọng. Bảo hay nói vui nhau là cố quá thành quá cố đấy. Rất nhiều trường hợp là mượn rượu. Vâng ạ. Vâng ạ, mượn rượu để tỏ tình này, đúng không ạ? Mượn rượu để tỏ tình, để lấy can đảm này. Và dường như là nhiều anh chàng thì không phải ai cũng mạnh mẽ, không phải ai cũng bạo dạn. Và rất nhiều anh chàng nhút nhát. Thế em nghĩ rằng là cái lúc này là lúc mượn rượu đấy anh. Vâng ạ, anh nói thật là rượu nếu như mà uống vào thì chúng ta nếu một chút xíu thôi thì sẽ khiến cho chúng ta có cảm giác cực kỳ hưng phấn. Và nó sẽ khiến cho chắc chắn là các anh đàn ông hoặc là bất cứ một anh chàng nào có vẻ là khỏe hơn khi gần gũi. Còn nếu như chúng ta uống nhiều thì lúc đó không phải là chúng ta nữa, mà lúc đó là cái giống như kiểu là trên bảo dưới không nghe đấy, giống như kiểu là đầu chúng ta là cố gắng lên nào, nhưng mà với cái hệ dây thần kinh chúng ta thì anh nghĩ rằng lúc đó nó đưa cho mình một cái cảm giác khác, và nó sẽ khiến cái này nó gây ra một cái tác dụng ngược. Tác dụng ngược ở đây là sẽ không tạo ra được một cái sự viên mãn, một cái sự trọn vẹn giữa cả bản thân người nam giới và cả người đối tác của mình, người nữ giới nữa. Bởi vì sao? Bởi vì rõ ràng là khi mà cái đầu óc mình nó không được tỉnh táo, nó không được minh mẫn, thì tất nhiên là những cái kỹ năng khi mà gần gũi nó cũng sẽ không được theo một cái gì đó là kinh nghiệm, nó không theo được một cái sự gọi là tuyệt đối. Vâng, và mà nó chỉ là hời hợt, nó rất hời hợt. Và đôi khi giống như kiểu là vội vàng lao vào như một con thú ấy, xong rồi xong là xong, để rồi cuối cùng nó không có một cái trở để lại một cái cảm giác, một cái gọi là kết quả tốt đẹp gì cho cả hai người sau một cái sự gần gũi như vậy. Chính xác là như vậy. Và đây là cái chuyện mà tại sao người ta hiểu lầm cái tác dụng. Em ở đây chưa dám nói đến tác hại, mà em đang muốn nói rằng tác dụng. Quả thật chúng ta ghi nhận rằng rượu có tác dụng đối với người nam giới trong câu chuyện chăn gối, nhưng mà người ta lại đang hiểu lầm về cái tác dụng đó và hiểu lầm về cái cách sử dụng rượu làm sao để nó đem lại cái tác dụng. Vấn đề như thế này, không phải là bạn nào hoặc là anh nào đó cũng có một cái tiểu lượng tốt, đúng không ạ? Có nhiều người cơ địa là chỉ cần ngửi cái mùi rượu thôi là đã cảm thấy xây sẩm mặt mày rồi. Và cũng là vì nể bạn bè, nể gọi là đồng nghiệp, uống một ly hai ly vào trong cuộc liên hoan nào đó. Nhưng mà khi mà hộ ống chỉ cần đôi khi một ly thôi cũng đã thấy say. Và về đến nhà thì nhiều khi là đúng lịch trả bài cho vợ. Mà cuối cùng lại không thể nào mà hoàn thành nhiệm vụ là về đến nhà là say quá, mệt quá là nằm lăn ra ngủ. Mà em thấy còn có những trường hợp là rất say rất mệt rồi nhưng vẫn cố đấy anh. Cố, nếu như mà thực ra thế này, nếu như mà cố như vậy thì sẽ là có một hại vô cùng. Anh có biết cái câu, anh có bao giờ anh nghe được cái câu chuyện nào về những cái ảnh hưởng như thế chưa? Có chứ, bởi vì chúng ta thấy được rằng là cái ảnh hưởng như này này, anh đã từng nghe một người bạn, một người anh là bác sĩ nói rằng là đã có một số trường hợp cấp cứu bởi vì là anh chồng anh uống rượu say quá, rồi khi về nhà thì tất nhiên là lúc đấy quá mệt rồi nhưng vẫn cố. Đấy là như chắc là đến lịch trả bài như là anh Tú nói đúng không? Đúng rồi, đôi khi là cố không muốn làm vợ thất vọng. Người ta bảo hay nói vui nhau là cố quá thành quá cố đấy, đâm ra là bị ảnh hưởng đến thần kinh, dây thần kinh, rồi thì cả một cái huyết áp như nào đó nó tác động lên cái mạch máu thì khiến cho anh chồng lên gọi là một cái trạng thái rất là không bình thường, đâm ra là cuối cùng là vội vàng phải đưa đến bệnh viện để cấp cứu. À, đây cũng là cái tình huống mà em hình như em cũng đã từng được nghe, là một cặp vợ chồng thì người vợ trong cái cuộc yêu thì đang rất là sung sức, thế nhưng mà bỗng nhiên thì thấy chồng là cứ giảm dần cường độ và sau đó là dường như là đi vào giấc ngủ luôn ấy. Và cô vợ thì cứ tưởng rằng là sau một cái cuộc nhậu với bạn bè thì thôi say quá thì ngủ, nên là cứ để nguyên ngủ như thế. Nhưng mà 10 phút 15 phút sau sờ sang chồng thì thấy chồng mình lạnh ngắt, hoảng quá hoảng sợ mới đưa đến viện cấp cứu. Dễ xảy ra cái trường hợp là bị thượng mã phong đấy anh. Vâng. Và từ chuyên môn thì người ta gọi là thượng mã phong như thế, rất là nguy hiểm. Và thật may mắn là cái trường hợp đấy thì anh chồng cũng đã được cứu, nhưng mà quả thực là sau cái chuyện đấy thì đúng là hai vợ chồng cũng được một phen xanh mặt đấy. Rõ ràng là cái câu chuyện mà em vừa kể và vừa chia sẻ thì anh thấy là nhiều lắm. Nhất là nước phương Tây thì không nói, nhưng mà với Việt Nam thì khá là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta thấy là cánh mày râu của Việt Nam nói chung đi, nhậu khá nhiều.
Nếu như trong một cuộc nhậu cùng với anh em bạn bè đồng nghiệp mà chúng ta không uống thì kéo theo một cái hệ lụy là gì? Anh em bạn bè đồng nghiệp họ sẽ nói rằng thế nọ thế kia. À đấy, như vậy lại cái câu uống. Chuyện là đây là vì sĩ diện của người đàn ông thôi, đúng không ạ? Vì cái bản lĩnh của mình nên là muốn chứng tỏ cái sức mạnh của mình. Thế nên là mới uống rượu. Có một cái vấn đề đáng quan tâm như này, có nhiều anh cứ nghĩ rằng là rượu nó sẽ tác dụng rất là nhiều đến cái việc đó. Cho nên là anh bị lạm dụng nhiều. Trước khi mỗi cuộc yêu diễn ra thì anh ấy sẽ phải uống một vài ly rượu. À, em hiểu rồi, tức là ở đây không phải là ngay lập tức là uống rượu vào và ngay lập tức lúc đấy thì chưa thấy là bị ảnh hưởng gì đâu, đúng không anh? Vâng. Thấy mà thậm chí là có lẽ là còn thấy có hiệu quả nữa. Vâng. Đúng không ạ? Nên là nghĩ rằng là đó là cái tác dụng của rượu. Nghĩ rằng là như thế cho nên là bị lạm dụng nhiều quá. Mà khi mà chúng ta nói rằng là cái gì lạm dụng nhiều thì nó cũng không tốt.